Chào đón quý vị đến với chương trình Now Today Show với Hồng Sâm. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay Hồng Sâm đang có mặt ở Calabasas, California. Tiệm này có tên là Calabasas Nail. Đây là một cái khu này rất là sang trọng. Tiệm này thì nhỏ thôi, 1.000 square feet. Và đằng sau có một cái restroom và một cái phòng facial là chiếm khoảng 200 square feet rồi. Cho nên phía trước này chỉ còn cỡ 800 square feet. Mình dùng cái package là 7 ghế và 6 bàn của công ty Lexor. Và ngày hôm nay mình dùng, cô chủ này dùng cái tông là toàn bộ là thích xám với trắng, cho nên từ cái hoa cho tới tất cả những cái gì Hồng Sâm dùng là cái tông xám trắng, nhưng mà mình phối với cái metallic để cho nó có một cái contrast mà nó không có bị boring. Thì tại vì nếu mà mình xám với trắng á, mà mình phối mà kiểu như là nó tái á, nó tái nhiều quá mà nó nhu nhiều quá thì nó nhìn nó rất là buồn. Cho nên cách mình làm là trắng là phải trắng toát, thì phối với màu xám thì nó mới nổi hơn. Thì bây giờ cách mình làm là tiệm nhỏ lắm, bước vô thì cái bề ngang nó cũng như đây thôi. Thì đây là cái receptionist mình để. Như quý vị coi cái video trước thì quý vị sẽ thấy nó sự khác biệt là hồi trước ra đây và bây giờ. Ngày xưa thì dùng cái tông màu đỏ gỗ thì nhìn nó cũng nói có vẻ nhìn nó cũ kỹ hơn. Thì bây giờ mình đổi thành cái tông mới hết để cho nó sáng hết, để cho cái tiệm nó sáng hơn. Thì cái bàn này là cái màu của cái receptionist này, là quý vị biết cái màu này màu mới nè. Cái này là cái màu giống như là sandstone với lại màu trắng phối với nhau. Nó có thể đi với màu nâu, màu xám, màu trắng, màu gì cũng được, nó rất là đẹp. Cái tủ đằng sau đó là cái tủ cũ của bà chủ, chưa có kịp sơn lại màu trắng cho khỏi tốn tiền. Nhưng mà thường thường Hồng Sâm hay chỉ là hồi nãy thì cái tủ trên đó để rất là nhiều đồ, để tùm lum hết, giống như là một cái chỗ chứa đồ. Cho nên quý vị nên nhớ là khi mà mình vô cái tiệm nail thì cái khu mà receptionist á, mà mình muốn nhìn cho nó sang trọng thì mình dùng nó là một cái chỗ trưng bày chứ không phải chỗ để mà chứa đồ. Ngày hôm nay Hồng Sâm hơi mệt là tại vì mới đi mổ răng về được 2-3 ngày, cho nên giờ cái miệng nói nó cũng không có bình thường, nhưng mà đã hứa tới đây rồi cho nên phải đi. Còn rất là mệt cho nên nghe nó hơi yếu xìu à. Thì cái tủ này đằng sau này thì mai mốt sẽ sơn lại màu trắng, và những cái gel đó sẽ được đem lên trên tường. Và mấy cái chỗ này chỉ trưng bày thôi, không thôi là phải có cái cửa đóng lại thì nó đừng có nhìn thấy đồ bề bộn ở phía trước. Cho nên cái không gian của cái receptionist tính tiền mình phải giữ cho nó sạch sẽ, thoáng và đẹp sang trọng thì mới gọi là phong thủy. Chứ còn thí dụ cái receptionist mà nó như là cái bếp luôn, rồi nó như là cái kho chứa hàng tất tần tật tấp đầy trong đây thì có phong thủy gì đi nữa, nhìn nó cũng người ta vô người ta cũng cảm thấy bực bội. Cho nên là mình phải làm sao để giữ không gian phía trước này thật là sạch sẽ, đó là cái quan trọng vô cùng luôn. Rồi, cái tiệm mình làm rất đơn giản, không có tốn nhiều tiền. Chẳng hạn như bây giờ thì bên đây thì cái tường, cái bộ ghế này là cô chủ cũng dùng màu xám luôn. Cái nền này nó chưa phải là perfect cho cái không gian này, cho nên nhưng mà nó vẫn ok. Tự vì là cô chủ không muốn thay cái nền, nó mắc tiền và nó không có thời gian. Thì cái này nó hơi ngã màu kem kem vàng vàng tí xíu, nhưng mà nó ok nhìn, tại mình bỏ nhiều màu xám vô rồi thì nó pick up, nó nhìn cũng reflex lại, thì cái nền không thấy màu kem nhiều. Nhưng nếu có thềm này màu trắng luôn thì thật là tuyệt vời, hoặc là sẵn mà có cái marble màu xám thì nó tuyệt vời hơn. Thì đơn giản thôi quý vị, cái bức tranh nó cũng chỉ là màu trắng xám thôi. Ở đây Hồng Sâm đã cho làm gắn cái 3D panel, bỏ hai cái column lên và chặn lại between 7 cái ghế này. Thì những cái như vậy làm thì nó rất là đơn giản, không có tốn nhiều tiền. Cái cách ăn gian thì Hồng Sâm hay sơn ở nửa cái tường ở dưới và để cái crown molding ở phía trên. Làm như vậy thì mình không có tốn tiền cái 3D panel all the way xuống dưới đất, mà mình mà ở dưới đất cũng không ai thấy mà nó dơ nữa. Cho nên cách mình hay ngăn như vậy để mình ăn gian đi, và mình tạo cái dimension của cái tiệm là có chỗ tối chỗ sáng, nhìn nó không có boring. Và hôm nay cái màu silver này rất là đẹp nữa quý vị. Nếu mà quý vị thường thấy trên hình á, thì quý vị sẽ biết là nhìn như thế nào. Thì hôm nay quý vị có thể nhìn cận cảnh với cái ghế này. Cái màu xám này á, nó có cái ánh nhũ metallic, cho nên nhìn nó rất là sang, chứ không phải như mấy cái màu xám mà nó chì. Tại cái màu xám mà nó chì, nó flat, nó matte thì sometimes nó làm cho cái tiệm mà nó rất là boring. Tại vì sao? Ví dụ cái chỗ này màu xám, cái tường này cô chủ cũng thích màu xám, thì bây giờ nếu mà cái xám này mà nó chì luôn á, nó chì như cái như vậy, nó đi với cái này thì nó sẽ rất là boring và nó không có sang trọng. Cho nên cái loại da này có cái nhũ rất là đẹp để mà mình đi chung với cái không gian màu xám này. Thì cái ghế màu xám này nếu mà nhìn cận lại rất đẹp nha, nó có cái nhũ. Hôm nay Hồng Sâm bật cái bồn màu tím, quý vị muốn bật màu nào cũng được. Cái màu này thì mình có thể bật màu tím, màu xanh, màu trắng,
thì sẽ rất là đẹp cho cái loại bồn này. Cái này cái base ở dưới này là cái màu sandstone. Cái màu này cũng rất là popular, cái này là một trong những loại màu mới của công ty Luxo nè. Đó, quý vị thấy cái ghế này không? Nó cũng match với cái màu da này. Nó cùng một loại cung lê và cái da này là ultra leather cho nên nó không có sợ bị acetone ăn hay là bị hư, cho nên nó không có sợ bị phế. Vì vậy thì những cái màu này bây giờ khách rất là chuộng, cộng với cái màu base mà sandstone này nè, nó rất là đẹp. Đây là một trong những cái ghế bán rất là chạy của công ty Luxo mà hiện giờ có những cái màu nó rất là hấp dẫn. Màu trắng, màu xám, nhiều người rất là sợ màu xám lúc đầu, nhưng sau khi như quý vị thấy những cái màu xám hôm sau làm cho không gian này rồi thì quý vị sẽ thấy là nó rất là đẹp chứ nó không có sợ bị quê. Rồi. Đó, tiếp tục xuống thì một dãy ghế hồng sâm làm rất là đơn giản, tại vì cô chủ cũng không muốn xài nhiều tiền thì chỉ vậy thôi. Cái kiến này, đây là cái kiến mà nhìn á, trong hình thì chưa chắc nó đẹp đâu, nhưng mà ở ngoài nó rất là đẹp nha. Mình có thể đóng cái cửa này lại, nó tạo cái 3D thêm và ở trước cái kiến, và nhìn cái kiến nó rất là hay, thấy không? Đó, mình có thể làm như vậy, đóng lại. Còn không thì mình có thể mở kiến này ra. Cái trong đây là kính nha, cho nên cái đây là cái cửa sổ như ở ngoài, nhưng mà ở trong là cái kính đó. Bữa giờ mua đồ nó có thể mắc hơn chút, tại vì shipping không có hàng, rồi hàng từ Trung Quốc người ta gửi về không có, vân vân và vân vân, cho nên hàng hơi mua bị khó. Nhưng mà chỉ có tốn 3 cái kính với lại mấy cái này thôi. Và cái đèn chùm, ví dụ như từ lúc đầu mình nhìn vô thì cái đèn này có rất nhiều quý vị tự đi mua đèn rồi cũng gửi những cái hình cho Hồng Sâm. Ví dụ như quý vị nhờ Hồng Sâm làm một bản thiết kế thì mình thiết kế cho nó cùng cái cung lê với nhau, đừng có đi mua trước. Cho nên nhiều quý vị cũng biết mua thì nó ok, còn nhiều người mua nó không chốt hết với cái không gian thì nó không nên. Vì vậy là cô này thì cô để Hồng Sâm tự chọn những cái màu này. Thì quý vị thấy cái đèn này không, nó có cái màu xám, nó là crystal nhưng mà có cái màu xám, nó rất là rẻ, nó chỉ có 200 mấy thôi mà nhìn rất là sang trọng, không cần phải mua cái đèn mấy ngàn đô đâu, không cần phải nhìn là to đùng. Mình phải có cái không gian của mình với cái chỗ này nó có hợp với không hay không hẳn treo lên, chứ không phải là cứ nghe người ta nói là treo crystal là phong thủy, nhưng mà cái phong thủy nó át hết cái không gian ở đây thì nó chẳng còn là phong thủy. Cho nên cái đèn này nó rẻ tiền nhưng mà nó rất là đẹp, thì mình có thể dùng thay vì mua cái đèn ngàn mấy thì mua 2-3 cái đèn này treo thì cái không gian nó rất là hợp. Thì quý vị thấy không, cái đèn này nhìn đẹp thiệt là đẹp luôn đó. Thì rồi cái đèn mà Hồng Sâm cho treo trên đây cũng vậy, cái này cũng rẻ rè á, nhưng mà nó không, sometimes không phải cái đèn để dọi cho mình làm không, mà nó là một cái vật trang trí cho cái tiệm mình, đừng có bị boring. Chứ bây giờ một cái tiệm trắng với xám không, không có gì hết, nhìn nó buồn lắm. Thì bây giờ mình phải ép những cái đèn vô nhỏ nhỏ thôi để nó có cái độ 3D, nhìn cái tiệm nó sáng hơn và nó sang trọng hơn, từ vì cái tiệm mình nó rất là nhỏ. Rồi đi tiếp xuống thì mình cũng làm bên tay trái, thì cái ghế pedicure thì mình cũng làm 3 cái kiến như vậy. Rồi dưới đây mình cũng bỏ thêm một cái đèn, thấy không, mà rất là đẹp. Này bây giờ nhìn xuyên cái kiến, cái cách mình treo kiến thấy không, là cái mình làm sao mình canh cái đèn, cái độ cao của đèn để mà cái kiến nó có thể reflex lại những cái đèn đứng hướng nào cũng thấy. Đứng đây nè, chứ mình đứng đây mình ngó bên đó trong cái kiến là thấy nguyên cái bức tranh đó và cái đèn. Đứng đây nhìn cái đèn kia nó dọi vô, cho nên cái tiệm mình giống như là mình còn rất là nhiều nơi để đi chứ không phải là tới cái tường là hết. Cho nên cách mình treo, cái kỹ thuật mình treo nó rất là quan trọng để mình có được cái không gian nhìn cho nó hài hòa. Thì cái giờ cái này là mình treo lên xong rồi. Đây, sau này là mình làm cho thêm một cái đèn này nữa. Thấy không, nó nhỏ rất là xinh xắn, mình không có cần phải ghê hồn mà nhìn nó đẹp, mình nó mua đen thì mình xài có mấy ngàn bạc à, mai mốt mấy năm sau mình remodel lại bên này xài có mấy ngàn thôi, thay vì đổ một đống tiền ra làm tùm lum hay làm trần, hạ trần xuống đóng bục đóng tùm lum, nó không có làm gì khác hết, tại vì không gian mà cái không gian xung quanh lại không có đẹp. Có rất là nhiều quý vị là mướn construction làm những cái hộp thòng xuống, cái đó thí dụ như mình làm mình sửa hết cái trần thì mình nên làm. Còn tự nhiên cái trần đang có những cái miếng, những cái tiện thòng có cái miếng ở giữa xuống mà cái trần nó thấp nữa nhìn nó rất là vô duyên, cho nên mình phải coi mình có cái gì đã. Ví dụ cái dáng mình làm sao thì mình nên mặc cái gì, thì cái tiệm mình cũng vậy, thì mình nên làm cái gì cho nó phù hợp và để cái tiền đó để mình đầu tư những cái xung quanh mình cho nó đẹp, chứ không có nghĩa là cái gì cũng trên trần làm đã đời, dưới này chẳng có cái gì hết. Thì Hồng Sâm chỉ khuyên như vậy để mình đừng có tốn phí tiền. Thì tiếp tục tới đây thôi, cái không gian này Hồng Sâm cho sơn lại hết. Cái bục này nè, nó có sẵn nhưng mà nhìn nó rất là buồn, thì Hồng Sâm cho sơn lại hết, bỏ đèn và sơn những cái chỉ có phối cái cách màu vậy thôi là nhìn nó đẹp hẳn lên. Ngày xưa nó chỉ là một, nhìn nó rất là chán. Thì bây giờ mình chỉ cần sơn cái màu giống vậy nè, mình chỉ cần sơn thôi đó, không có gì khác hết, nhưng mà đổi cái không gian khác biệt hoàn toàn.
Rồi hai cái cột này thì là cái cửa đi ra, thì mình gắn thêm hai cái miếng này lên trên thôi, chồng lên trên thôi, cho nó có một cái detail để mình nhìn vô, tại nó có từng cái gồ ghề hết, thì cái chỗ này nó mình gắn thêm hai cái miếng cột bỏ lên. Rồi bây giờ bên cái phần bàn nail, còn cây thì mình chỉ mua bỏ cây bỏ lên thôi, đừng để gì cho nó nhiều. Rồi bàn nail ha, thì cái phần nail, cái tiệm nó rất là hẹp cho nên phải để cái bàn nail cái kiểu này, với lại tiệm này nó dài cho nên mình có thể để kiểu này rất đẹp, tại nó xa hơn. Còn nhiều cái tiệm nó ngắn á, mà mình để bàn nail như vậy không có chỗ, nó chật chội quá, và người ta dùng cái không gian phía sau được đồ thì không thể để cái này được. Nhưng mà cái tiệm này nó dài cho mình để như vậy. Cái tường bên đây thì đáng lý là cái kiến này nó sẽ không có ở đây cái trong cái bản vẽ, nhưng cái kiến này mình thiết kế cho cái phần của cái chỗ rửa tay, nhưng mà khi người ta đổi cái sinh rửa tay nó làm quá hẹp luôn, và làm sát cái tường quá cho nên cái kiến nó không vô được, thì không lại cho cái kiến nó qua bên đây. Rồi cũng đơn giản lắm quý vị, mấy cái cột này không có mắc tiền thì mua cái cột này gắn lên. Mình gắn thì mình gắn bằng cái nếu mà cái bạn bè không xong cho đưa cho quý vị thì thường thường nó có cái keo đem theo luôn, cái này là dán keo đưa lên thôi. Bức tranh cũng vậy, chỉ có màu silver với màu trắng mà nó có nhũ. Rồi hai bên mình phối hai cái cây đèn cầy bằng pin, tạo giống như là mình làm một cái gì đó cho nó, tại vì màu xám nó hơi cứng một chút thì mình làm những cái hoa giống vậy cho nó mềm mại hơn. Rồi quý vị là tiếp tục tới đây thì hôm đáng lý trong bản vẽ đó là cái này là một cái giấy dán tường. Đây là cái giấy dán tường ha. Nhưng mà tự vì không biết sao về tới lúc mà order hàng về thì cái giấy dán tường nó không có trong cái những cái đồ đó order. Cho nên Hồng Sâm đã sơn, dùng mình sơn bằng tay thôi. Thì phối cái màu cho nó hợp với những cái không gian, với lại cùng cái màu với những cái bức tranh. Thì cái này mình sơn. Cái cách sơn thì đơn giản lắm nhưng mà rất là cẩn thận. Quý vị nếu mà muốn copy thì mình sơn. Cái cách sơn là mình phải rất, cái tay mình nó phải uyển chuyển làm sao chứ quý vị nhìn hết cái sơn này nó từ bên đó qua bên đó. Còn không sơn bằng tay mà nó đều hết. Và cái màu nó không có bị một cục. Thì cái đó là cái cách mình làm sao cho nó đừng có bị từng cục từng hòn. Thì bây giờ nhìn ra cái tượng là giấy dán chứ không biết là mình là cái người mình vẽ lên. Thì không xong là sơn cái này, tại vì cái giấy nó không có về thì bây giờ phải sơn bằng tay, tạo một cái điểm nhấn trong cái tiệm này. Thì đơn giản hơn cái chỗ này thì cái nếu mà tiền sơn chắc chứ được 2-3 đồng vậy thì mình sơn thôi. Nhưng mà ăn thua cái công mình nó mới mắc. Thì xong là làm xong cái bức tường này thì mình cũng không cần để gì hết, chỉ cần là cho cái điểm nhấn sáng hay tối là cho nó đẹp thôi. Rồi bên đây tiếp tục mình cũng để thêm một cái bức tranh canvas art, rồi mình gắn cái mấy cái column lên. Rất là đơn giản thôi, cái chỗ này nó không có tốn, mình không làm gì mà để mà nhiều tiền hết. Nhưng mà quý vị nhìn thấy không gian nó rất là dễ thương, ấm cúng, màu xám trắng nhưng mà rất là ấm cúng. Thông thường xong làm sáng xám với trắng là khách hàng hay chọn cái ghế màu trắng, nhưng mà cái ngày hôm nay là chọn cái ghế màu xám cho nên mình reverse cái tông mình làm. Thì Hồng Sâm cũng rất là vui là khi thấy cái tiệm nó cũng turn out rất là dễ thương. Bởi vì vậy cái tiệm này á, cái trần thì rất là cao nhưng mà nhìn bề ngang hẹp, nhưng mà mình làm như vậy mình vẫn thấy cái tiệm nó rộng ra đó. Bây giờ mình nhìn lại một lần nữa từ phía trên xuống lại ha, thì mình thấy rằng là nguyên tổng cái không gian của cái tiệm này nó như thế nào. Bề ngang nó chỉ có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, có 10, chưa được 11 cái cục gạch bề ngang thôi đó, nó rất là nhỏ. Nhưng mà để cái cách này thì rất là xinh, tại vì phía trước này có chứ tiệm này nguyên cái tiệm này luôn, chứ có ngàn square feet nguyên cái tiệm luôn, mà có restroom, phòng facial, rồi chỗ để đồ, cho nên phía sau đó là chiếm rất là nhiều rồi, mà không gian phía trước mình vẫn làm được như vậy. Cho nên ăn thua mình biết sắp xếp làm sao cho cái tiệm nó đẹp và nó ổn định, nó đừng có bị tùm lum thôi. Và nhất là quý vị nhớ là đừng, nếu mình không biết trang trí, không biết gì hết thì mình cứ đi dẹp cho thật sạch là mình ok, là mình ổn. Đừng để tùm lum tùm la và đừng có mua đủ cái này chồng lên cái kia đủ thứ màu thì nhìn nó rất là xấu. Đó là cái tiệm Hồng Sâm làm Calabas Nail and Spa ở Calabas, California, 1000 square feet. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc thì quý vị có thể gọi vào số 1-866-904-7546, hoặc quý vị có thể coi nhiều cái video khác để mình tự học tự cách làm. Nếu mà Hồng Sâm không tới cho quý vị được là tại vì hầu như nếu quý vị mà Hồng Sâm đưa cho các bạn và cho quý vị á, là cái quan trọng nhất là mình phải đi lựa đồ, đi mua đồ, đi tìm đồ rất là lâu. Tại vì đưa cái bản vẽ cho quý vị là mua đồ, mình phải coi là cái đồ đó có hay không, bao nhiêu lâu nó ship về, chứ không phải là cứ đưa đại rồi đi mua không có. Cho nên nếu quý vị mà đợi lâu, có nhiều trường hợp quý vị đợi lâu quá không mua đó thì nó có thể hết hàng đi. Cho nên khi mà cái đó là quan trọng nhất. Còn cái làm như thế này thì nếu mà quý vị coi cái video thì quý vị cũng có thể tự gắn lên được hết á. Tại cái này Hồng Sâm cũng làm tay ngang thôi. Vì vậy đẹp tuyệt vời thì chứ có tuyệt vời đâu, nhưng mà nhìn ok, được mắt, rẻ tiền,
để mà quý vị có được cái tiệm sang trọng. Đó là cách mình làm. Tại cái này là 100% Hồng Sâm làm để làm một cái công tác muốn cho lại ngành nail thôi, chứ nó không phải là cái nghề để đi làm. Cho nên có nhiều quý vị đang đợi Hồng Sâm thì ráng đợi thêm chút nữa, Hồng Sâm sẽ cố gắng đến cho quý vị. Một lần nữa cảm ơn quý vị rất nhiều luôn đồng hành với hội Sam Foundation cũng như là Nail Today Show. Nếu quý vị thích chương trình này thì quý vị có thể subscribe, like ở trong YouTube cho Hồng Sâm, hoặc là thả một trái tim cho Hồng Sâm để Hồng Sâm biết là quý vị đã coi cái video này và đã giống như một lời cảm ơn Hồng Sâm đã làm cái chương trình này cho quý vị coi để có thể học hỏi được cái gì đó thì học hỏi. Một lần nữa số phone là 1-866-904-7546. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào tạm biệt.